trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Dựa theo format của kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản, xin kính chào quý vị. Chúng ta lại gặp lại nhau và hy vọng ngày hôm nay sẽ có thật là nhiều niềm vui, thật là nhiều nụ cười đem đến tất cả quý vị và các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên. Hạ màn xuống. Chắc mình cũng có trải qua nhiều mối tình rồi đúng không? Không nhiều lắm đâu ạ. Nếu mà là tính chính thức thì chỉ có 3. Vậy không nhiều lắm đâu. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với bạn nữ của cặp đôi đầu tiên. Xin mời bạn. Em xin chào chị Cát Tường. Em tên là Hợp, năm nay em 31 tuổi. Hợp đang công tác ở đâu? Dạ, em đang làm nhân viên nhân sự. Rồi, chúng ta sẽ đợi bạn nam của chúng ta nha. Xin mời bạn nam. Chào anh Quỳnh Hương. Chào bạn. Bạn giới thiệu về mình. Em là Đỗ Văn Giáp. Đỗ Văn Giáp. Dạ. Năm nay em 31 tuổi, em đang làm kinh doanh. Bạn cảm giác thế nào khi mà bước lên sân khấu Bạn Có Muốn Hẹn Hò? Em rất là hồi hộp anh. Em ngồi dưới kia mà tim em cứ đập đập liên tục luôn, trời ơi. Hồi hộp về việc gì? Hồi hộp người bạn gái hôm nay mình muốn hẹn hò, không biết như thế nào. Bạn tưởng tượng ra bạn gái bạn chuẩn bị hẹn hò như thế nào? Có mái tóc dài, mặc váy, khuôn mặt rất là có duyên. Nước da ngâm ngâm một chút cho nó khỏe mạnh. Bên này thì khỏe mạnh. Bên này rất khỏe mạnh. Bây giờ bạn trai bên kia nói như vậy rồi, giờ hợp mình tự giới thiệu về mình luôn đi. Em thì cũng không có yêu cầu gì đâu, quan trọng là hợp tính tình thôi. Hợp tính tình. Dạ. Nhưng mà bạn là năm nay là 31 rồi. Dạ. Nghĩa là chắc mình cũng có trải qua nhiều mối tình rồi đúng không? Không nhiều năm đâu ạ. Nếu mà là tính chính thức thì chỉ có 3 thôi. Chính thức là chỉ có 3 thôi. Vậy mà không nhiều lắm đâu. Bạn quê là ở đâu? Quê em thì ở Nghệ An, nhưng mà gia đình em thì chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh cũng được 10 năm rồi. 10 năm rồi, bạn ở trong đây 10 năm rồi. Bây giờ bạn suy nghĩ sao về cái vấn đề lấy chồng sinh con trong cái thời điểm này? Em nghĩ là em đã đến tuổi rồi. Mình có đặt ra cái chuẩn gì cho mình không bạn? Trước thì em nghĩ là em có nhiều cái chuẩn lắm, nhưng mà giờ bây giờ em đến tuổi này thì em nghĩ là chắc là cũng không cần cái chuẩn gì lắm đâu. Nhưng mà chẳng lẽ gặp ai cũng lấy đại? Không hẳn là gặp là lấy đại, nhưng mà em nghĩ là quan trọng á là nói chuyện mà cảm thấy hợp với nhau thì em nghĩ là sẽ được. Rồi, bạn bên kia ở Nghệ An, còn bạn quê ở đâu? Dạ em ở Hà Nam ạ. Em vô trong này được 11 năm rồi. Em cũng xin tự giới thiệu về mình. Em thì có một số những cái sở thích nó nhỏ nhỏ thôi. Rảnh thì em hay đọc sách, đặc biệt là những sách về bên kinh doanh nha. Rồi thi thoảng đi uống cà phê, rồi cũng hay đi dạo một mình lắm anh. Có lẽ là bạn chưa có người yêu nên đi dạo một mình. Dạ có lẽ vậy ạ. Có trải qua mấy mối tình rồi? Trải qua 3 mối tình rồi. Cũng 3 mối tình, dạ. Hai người nhập lại 6 mối rồi. Cái mối này ta dính luôn đi. Dạ. Giọng này đọc thơ hay lắm nè. Nghe nó ngọt bọt, nó nhẹ nhàng, nó bay bay sao nhỉ? Dạ. Có biết đọc thơ không? Có biết đọc thơ và em cũng đã từng làm thơ luôn. Từng làm thơ luôn? Dạ. Bây giờ đọc thử một bài thơ nào xem. Bài thơ nào tự làm đi. Thôi để em đọc cái đoạn thơ mà em rất là thích, nói về tình yêu đó chị Cát Tường. Em đã từng làm một bài thơ cách đây lâu lắm rồi. Đó là một bài thơ nói về sự chia tay một người bạn. Em xin đọc bài thơ này. Bước tới bến sông trời đầy gió, tiến người bằng hữu có trăng lên, hoa lá lung linh cùng với gió, nước vỗ quanh mạn tựa lặng in. Hai ta đứng giữa trời xanh ngát, mắt biếc thôi dần tựa dặm khơi. Mình ta nhẹ bước mà như thấy, bóng người bằng hữu vẫn còn đây. Dạ xin hết. Tình bằng hữu đúng không? Dạ tình bằng hữu. Tôi cũng nhớ ngay cái câu là rượu ngon không có bạn hiền, một mình ngồi nhậu không phiền đến ai. Nhậu rồi mắt thấy cay cay, vì đâu ta phải chia tay bạn hiền. Bạn có thích đàn ông làm thơ, đọc thơ không? Nói chung là hơi xến xến không? Em nghĩ là em không hợp với những người mà có tính xến xến. Sao vậy? Chắc có lẽ là do nhìn cái bề ngoài của em nó hơi mạnh mẽ. Ủa vậy hả? Đọc cái khác được không? Thích nghe hát không? Dạ được. Rồi bên đây thích nghe hát đó, hát thử một khúc. Chứ thơ là bên đây không thích rồi đó. Em xin hát một khúc trong bài Dấu Chân Kỷ Niệm. Chuyện tình đôi mươi chan chứa, không bao giờ vơi như dòng suối tình êm ái. Có anh và em, còn ai nữa đã yêu thương trong cuộc đời. Dạ em. Rồi thích chưa? Thấy hợp chưa? Chắc không hợp đâu. Không hợp là tan luôn rồi nha. Em muốn hỏi xíu là bạn nam có hay kể chuyện cười hay là nói chuyện hài hước không?
em thích như vậy hơn. Trả lời kìa bạn nam ơi. Mình cũng hay kể chuyện cho mọi người nghe. Mình cũng luôn luôn là lắng nghe và chia sẻ những cái tâm sự cũng như là những cái điều mà những người xung quanh người ta muốn giải bày cùng mình. Vậy bạn có phải là người nói nhiều không? Mình là tiếp người nói hơi ít, nhưng những trường hợp mà cần thiết thì mình nói cũng nhiều một chút. Nãy giờ là bạn trai đã là phô diễn ra nhiều cái tài năng rồi. Dạ. Mình cũng đâu có để cho bên phái nữ mình lép vế vậy. Bản thân bạn thấy mình có cái năng khiếu gì không? Em thì em thấy mình chẳng có năng khiếu gì đặc biệt cả. Theo như bạn nghĩ thì lý do tại sao mà mình vẫn chưa có bạn trai? Em nghĩ là vấn đề thì chắc là có nhiều. Nhưng mà em nghĩ là có hai vấn đề chính. Một là chắc là tải số, hai là nhan sắc em có hẳn, nhưng mà thủ đoạn của em thì ít thì phải. Không, chị là nghĩ trong tình yêu thì mình nên chân thành thôi. Em nghĩ từ trước đến nay em vẫn đối xử chân thành với tất cả mọi người. Thế yêu cầu của bạn một người bạn trai thế nào? Người trầm tính và nói chuyện hài hước thôi. Bạn này trầm tính lắm, bạn này nói rất là trầm. Rồi hài hước thì chắc cũng có đó. Rồi gì nữa? Em ngoài ra em chả có yêu cầu cái gì cũng được hết trơn. Chả cái gì của em cũng được hết trơn. Gì dễ quá vậy? Mà bây giờ còn ế thì chứ, nếu mà khó khăn nữa em biết đến bây giờ. Trời quá à, bạn nam bên kia nghe chưa? Dạ. Rồi bạn yêu cầu bạn nói luôn bạn gái bệnh luôn đi. Em thích một bạn gái có mái tóc dài, biết lắng nghe chia sẻ, sống chân thành, biết kính trên nhường dưới. Anh ơi, lắng nghe chia sẻ thì được, nhưng mà tóc hơi ngắn có được không? Không sao, tóc ngắn để dài được mà. Nhưng mà em không thích tóc dài thì sao? Anh tôn trọng ý kiến của em. Hỏi gì hỏi bạn đó luôn đi. Không tôn trọng ý kiến của em, nghĩa là em cứ để tóc ngắn đi mà anh không có hẹn hò với em. Không anh chị Cát Tường ơi. Ta hẹn hò đây dễ thương lắm. Đây sao cũng được, chứ cũng muốn vợ lắm rồi. Dạ. Lấy vợ về Hà Nam ở hay là ở Sài Gòn? Không, hiện tại em đang sống trên Biên Hòa. Công ty em nằm trên đó cho nên em sống ở đó luôn. Công ty làm về gì? Dạ. Công ty sản xuất ống vít. Có nhà riêng chưa? Dạ em ở tại công ty luôn đấy. Thì lấy vợ về ở công ty hả? Dạ. Vì công ty đó là công ty em thành lập luôn. Dạ. Ngon ngon rồi. Vậy là hay quá. Bây giờ bà ở Biên Hòa luôn rồi sao? Nói chung là vừa chấp nhận luôn. Chấp nhận luôn là đi theo xuống Biên Hòa ở luôn. Mà nãy giờ tôi tò mò thật sự là cái giọng nói bạn này rất là truyền cảm, rất là ấm áp. Giọng có kể chuyện ma hay không? Dạ. Nhỏ xíu vậy trời, bên đây ta bự lắm. Số 10 cũng có sao đâu. Em nghĩ có bạn gái về em sẽ mập lên nó chỉ Cát Tường. Bên này đẹp lung linh luôn. Dạ em cũng không cần người bạn gái của em đẹp quá dạ. Cũng không cần học thức không, cao. Bây giờ nói đẹp lung linh đi. Dạ đẹp, đẹp lung linh. Lung linh nói được đó, có sao đâu. Dạ. Hồi nãy nghe đọc thơ có hơi ngọng ngọng một chút. Không có sao đâu. Em kể chuyện ma. Thử thôi. Em nói không có được. Đâu nói thử thôi. Vào một đêm không trăng không sao, bỗng hai người gặp nhau và tâm sự. Dạ hết á. Thôi được ơi. Không, dễ thương rồi. Có điều có cái nhỏ quá gì, bên đây bự gì làm sao trời. Trời trời. Bên kia dễ thương lắm. Anh này cái là anh từ tốn nhẹ nhàng. Hai người về bảo đảm không bao giờ có cãi nhau đâu. Quýnh lộn thôi á. Không, không quýnh lộn rồi. Nhưng trước khi mà kéo màn lên thì hỏi là bạn không thích gì ở người phụ nữ? Nói quá nhiều rồi. Cùng một cái câu chuyện mà nói tới nói lui em thấy đau đầu lắm. Dạ. Rồi em không thích người phụ nữ là tóc tai lòe loẹt quá. Móng tay móng chân là đỏ. Đỏ chót này nè. Sơn đẹp chứ có gì đâu. Sơn thì em vẫn đồng ý, nhưng mà cái màu nào nó phù hợp, nó giản dị thôi chị ạ. Người ta sơn nhưng mà tâm địa người ta tốt thì sao? Đúng rồi. Dạ. Nãy giờ tôi thấy tôi cũng nói tốt cho mấy người quá mà ta. Xin lỗi, chúng ta không đến được với nhau nha. Giờ cho hai bạn gặp nhau đi anh Linh ơi. Rồi kéo màn lên. Chúng ta sẽ có 2 phút bạn nha. Sẵn sàng tâm lý. 2 phút. Bắt đầu. Chào anh. Chào bạn. Dạ. Nhìn thấy mình bạn ấy, mình được bao nhiêu phần trăm so với suy nghĩ của bạn? Tiêu chí ban đầu của em là không có đòi hỏi quá cao. Nên anh thì vượt quá tiêu chuẩn của em luôn. Mình hỏi bạn một câu nhé. Anh cứ hỏi nhiều câu cũng được, bạn cưới luôn cũng được. Quan niệm của bạn như thế nào về tình yêu? Mình thì chẳng bao giờ mất hy vọng về tình yêu. Mình nghĩ rằng là tình yêu làm cho người ta có những cái động lực về cuộc sống, về mọi thứ tốt đẹp hơn. Bế tắc hoặc khó khăn thì tình yêu nó sẽ giúp mình vượt qua những cái đó. Theo bạn thì tình yêu phải cần có những cái điều gì để hướng tới một tương lai lâu dài? Mình nghĩ là có sự thấu hiểu thì là quan trọng nhất. Nếu hai người có sự thấu hiểu thì người ta có thể đi đến bất cứ con đường nào, dù êm đẹp hay chông gai sau này. Bạn muốn hỏi gì mình nhá? Mình sẽ hỏi một câu thôi. Tiêu chí như thế nào để bạn hẹn hò với một người con gái? Mình không có tiêu chí nào hết. Mình nghĩ là mình có cảm giác thích thì mình sẽ hẹn hò. Bạn cảm giác với mình như thế nào? Bạn cười rất là tươi. À quên. Em quên nó.
Mình tặng bạn bó hoa. Trời, mình cảm ơn. Bây giờ nếu mà được thì bây giờ mình hẹn hò ở đâu? Hai bạn ở xa vậy mình hẹn hò làm sao? Em nghĩ cái này sẽ có một kế hoạch cụ thể chị Cát Tường. Thấy hình như là bạn cái gì nó cũng phải có kế hoạch. Vậy cái gì xảy ra ngẫu nhiên thì nó vẫn hấp dẫn hơn chứ. Mình rất thích những cái ngẫu nhiên. Nhưng mà mình xa gia đình cho nên là mình tự lập, thường thường là mình thường có kế hoạch trong cuộc sống. Bạn có thích những người tùy tiện không? Ý là hứng lên thì làm bất cứ cái điều gì mà muốn chứ không có theo một cái kế hoạch nào đó. Mình không thích lắm nhưng mà mình nghĩ rằng các bạn nữ này cũng hay như vậy. Không có sao hết. Người ta nói là trời có lúc nắng lúc mưa mà, cho nên đôi khi cũng bất thường một chút. Bất thường nó cũng là một cái gì nó rất là có duyên, rất là hay. Thấy hợp chưa? Em thấy rất là hợp. Chúng ta hẹn hò nhé. Anh đồng ý thôi. Trời ơi. Mặt chỉ đỏ rần rần lên như uống rượu. Bên kia cũng đỏ vậy. Rồi hết giờ, chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm. Thôi để em đếm luôn đi anh Quyền Linh nhá. Lúc đâu anh Quyền Linh nhá. À đây đây này. Tự tìm đi. 1 2 hai rưỡi và 3. Tôi vỗ tay trước luôn, tôi biết thế nào cũng bấm nút. Nắm tay nhau thì cảm nhận như thế nào? À, nắm vô đi. Sao bạn? Rất hồi hộp. Rất hồi hộp. Bây giờ thôi người thấy nó như thế nào? Nhịp tim đã đập rất là loạn lên đó anh Quỳnh Linh. Loạn luôn. Dạ, loạn bằng, giờ bạn nữ hôn bằng nam cái. Thôi. Cái đó để sau đi anh. Okay, cái không, này tôi hôn mà. Chủ động đi. Trời ơi. Làm cũng nhẹ nhàng. Tặng hai bạn cặp vé xem phim. Chúc những cái điều hạnh phúc nhất sẽ đến với hai bạn. Dạ em cũng qua đây xin cảm ơn chương trình. Chương trình hết rất là thiết thực và bổ ích như vậy để cho những cái cặp đôi mà họ vì một số lý do họ chưa đến được với nhau. Xin cảm ơn chương trình rất là nhiều. Yeah. Đây là phần quà dành tặng cho hai bạn, đó là nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Yeah. Cảm ơn hai bạn. Chúng ta hãy nắm tay nhau thật chặt và đi đến những cái nơi mà cần đến. Xưa giờ có ai nói bạn là trẻ quá hay nhí quá hay nhỏ quá không? Dạ thì thường là tụi nó kêu em là cô gái già không lão quá. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Rồi hạ màn xuống. Mời bạn nam. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Em tên là Hà, đến từ Bình Dương. Bạn làm nghề gì? Dạ em là huấn luyện viên thể thao. Nhiêu tuổi Hà? Dạ em 25 tuổi. Rồi mời bạn gái. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với bạn nữ của cặp đôi thứ hai. Xin mời bạn. Rất là tin luôn. Em nay bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 28. Hả? 28 tuổi. Dạ. Gì đâu giật mình dữ vậy các bạn. Không phải, có khai gian gì không á? Dạ. Giấy khai sinh là vậy á. Chắc chắn vậy luôn á hả? Dạ. Em tên là gì? Mình được làm việc ở đâu? Dạ em trẻ quá chị liếu lưỡi luôn rồi. Dạ em tên là Nguyệt, em làm việc ở công ty in Thiên Ngôn. Trời ơi 28 tuổi trẻ lắm anh Linh ơi. Ô bạn nghe 28 tuổi bạn giật mình là sao? Dạ lớn quá. Tới giờ có bao giờ nghĩ là mình sẽ gặp một người yêu lớn tuổi hơn mình mấy tuổi vậy không? Dạ chưa. Chưa hả? Dạ. Giờ cảm giác trong người sao? Chắc không sao đâu. Đảm bảo là không có sao đâu. Đừng có cái đó tuổi tác chẳng qua là cái con số thôi. Bạn sẽ định tìm một người yêu của mình như thế nào? À, hơi cao chút xíu, dễ thương, tâm lý. Vậy là em chỉ cần nhiêu đó thôi. Vậy là tuổi cũng quan trọng luôn. Dạ. Dạ yếu quá vậy. Không có vẻ gì trong đó, trong bụng không có thích phải không? Không có ưng nên thế. Từ từ để tôi cho khai thác cho mà nghe nè. Nguyệt nói rõ chút xíu về công việc của mình đi. Dạ công việc của em là thư ký. Công ty của em là chuyên về in ấn các tạp chí, sách báo và lịch. Khi khách hàng liên hệ hay gì là tất cả công việc là sẽ thông qua em. Xong rồi em sẽ triển khai với các bộ phận để các bộ phận tiến hành làm. Xưa giờ có ai nói bạn là trẻ quá hay nhí quá hay nhỏ quá không? Dạ thì thường là tụi nó kêu em là cô gái già không lão quá. Ở trường bạn dạy là cấp mấy?
Dạ không, em là huấn luyện viên bóng chuyền của đội trẻ Bình Dương. Dạ chắc cao lắm phải không? Cao cũng 1m9 á. Trời phải. Bạn cần gì mà qua ba mối tình rồi vẫn không tìm được người yêu cho chính mình? Chắc có lẽ em chưa hoàn thiện nên bạn người yêu cũ của em chia tay em. Em chưa hoàn thiện về gì cụ thể nói luôn. Có thể là công việc của em không phù hợp, hoặc là em còn có một số tính xấu. Tính xấu gì? Dạ em làm biếng lắm chị. Có chăm sóc bản thân không mà làm biếng tắm rửa luôn? Dạ không, cái này em kỹ lắm chị. Còn tật xấu gì nữa? Em hay nói chuyện với nhiều người trên Facebook. Nói chuyện bạn gái nhiều quá Facebook mình kêu người ghen đúng không? Dạ. Đúng rồi, cái này không được. Dạ nói chuyện với bạn bè bình thường ấy đâu có gì đâu anh Quyền Linh. Nói nhưng mà có vấn đề gì người kia người ta mới ghen, người ta mới chia tay mình chứ. Nói chung là ai quen cũng muốn sở hữu anh. Thấy mình nói chuyện với người khác cũng vui vẻ thì nghĩ mình thích người ta, nhưng thật sự đâu có gì đâu anh. Ngày nào cũng lên Facebook nói chuyện suốt vậy đó hả? Dạ không, bây giờ không lên nữa anh. Giờ còn ai đầu yêu đâu lên. Nguyệt có thích bạn trai đào hoa quá không? Cái người mà đào hoa quá chắc không hợp với mình. Những cái ưu điểm gì của bạn và những khuyết điểm gì của bạn mà có thể chia sẻ với mọi người? Ưu điểm của em là em biết làm nhiều loại bánh, thích đọc thơ, thích làm thơ, uống được bia. Ưu điểm là uống được bia hả? Ủa, uống được bia mà cũng lọt vô cái ưu điểm nữa hả ta? Thế còn khuyết điểm? Kiểu như là nắng mưa thất thường, đột nhiên mà buồn buồn quá thôi xách vali lên đi, không cần quan tâm tới ai hết. Đi đâu? Dạ đi du lịch, đi cái nơi nào đó mình thích thôi. Đi một mình? Dạ đi một mình. Cái này cũng, thất thường thiệt cũng đó. Hay ha. Bạn có ngại bạn trai nhỏ tuổi hơn mình không? Dạ thì bình thường là mặt của em thì cũng chưa có đuổi kịp cái tuổi của em, cho nên có trẻ hơn em tí cũng không sao. Vậy thì mình thấy cũng ổn rồi, đâu có vấn đề gì đâu. Bạn làm thơ là làm thơ làm sao? Tùy tâm trạng thôi, lúc đó mình đột nhiên mà ngồi nghĩ ra được cái gì thì viết cái đó. Có đoạn thơ con cóc nào của bạn tự sáng tác các bạn chia sẻ cho mọi người nghe? Dạ có. Sài Gòn mùa này đang đầy nắng, cớ sao trong lòng mưa vẫn rơi. Dĩ vãng đôi khi là sợi xích chối lấy tình em anh biết không. Yêu nhau thật đó nhưng không đủ, vạn nẻo đường vui ai với ai. Em về lẻ bóng nơi sân vắng, còn ở nơi đây anh biết chăng. Đọc không hoài hợp quá, đọc không hết được. Vậy là bài thơ này bạn viết cho mối tình cũ đó hả? Dạ không, tại tự nhiên bữa đó Sài Gòn mưa quá ngồi nghỉ thôi. Cảm nhận gì sao? Cảm thấy bạn nữ là người lãng mạn. Bạn có thích người lãng mạn không? Dạ em cũng thích. Cũng thích bởi vì bạn cũng quá lãng mạn đúng không? Dạ không, em lãng xẹt. Bạn nữ có tài làm thơ rồi, bạn có tài gì không? Em có thể hát nhưng hát không hay. Nói chung là em có năng khiếu về thể thao, em chơi được tất cả môn thể thao. Mong này em cũng chơi hay hơn những người bình thường. Chỉ có năng khiếu thể thao thôi, còn hát thử rồi sao? Bạn nữ bên kia muốn mình hát bài vui hay bài buồn? Hát bài vui đi. Em xin hát bài Năm Chú Vịt Con. Quá vui luôn. Phải lead the dust when out one day, over the hills and far away. Mother dust said quack 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 quack, but only for lead the dust come back. Cứ hát bài buồn hát bài gì? Dạ hát bài buồn, em xin hát bài niệm khúc cuối. Thôi thôi, buồn dữ rồi nha. Quá buồn. Thử luôn đi. Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây. Để xem bạn nữ bên này như thế nào nha. Thôi. Wow. Sao? Chào bạn. Dạ chào. Anh bên kia rất là cao. Dạ. Cao lắm. Rồi nhỏ tuổi hơn bạn nữa. Dạ. Mình khi mình đứng gần người cao quá có ngại mà nhỏ tuổi hơn. Em thích người cao thôi à, em không thích người lùn, tại em lùn rồi. Bạn quê đâu vậy? Dạ ở Sài Gòn. Sài Gòn Bình Dương cũng gần ha. Dạ. Bạn thích cái mẫu người đàn ông như thế nào? Cao, cứ 1m7 trở lên là được, vui vẻ, uống được bia. Nãy giờ cô này cô nhấn mạnh cái vụ bia rồi, uống được bao nhiêu chai bia? Dạ, em dạ được nhiều. Nhiều là bao nhiêu? Nửa thùng. Nửa thùng. Oh, quá dữ. Được. Đi uống bia không? Chị, dạ em biết. Uống được nhiêu bia? Dạ nửa thùng. Đối ẩm, đối ẩm. Mua một thùng thì hai người uống khỏi mày ai hết. Cao 1m mấy? Dạ em 1m75. Thấy cũng hợp mà ha. Hợp. Dạ. Mà bây giờ quen người lớn tuổi hơn rồi, giờ dẫn về nhà gia đình không chịu rồi sao? Dạ em chịu là được chị. Hôm nay bạn đi với ai? Dạ em đi với bạn em. Xin chào chị Cát Tường, xin chào chị Quyền Linh. Cao dữ.
Bạn thấy nãy giờ nói đối đáp qua lại hai bạn có hợp nhau về vấn đề gì không? Nãy giờ bằng mắt thường mình nhìn thấy và mình cảm nhận được các bạn nữ là có một số cái ý đối lập nhưng mà không đối nghịch. Hai người có thể dung hòa, có thể đi đến xa hơn. Còn nhìn bằng cặp mắt không có thường thì sao? Thấy là bạn nữ có đủ khả năng để chinh phục bạn nam và bạn nam có thể được cảm nhận được cái tiền của bạn nữ, tình yêu đó. Wow, rất là hay. Nhận xét rất là sâu sắc. Em có đi với ai không? Có, em đi với em trai. Chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Em tên Hoàng Sơn, em là em trai của chị Quyền. Em thấy anh bên đó có hợp với chị Nguyệt không? Dạ có. Nhỏ hơn chị em 3 tuổi có vấn đề gì không? Dạ không. Ngắm về ba mẹ có chịu không? Chị chịu, là ba mẹ chịu. Rồi, cảm ơn em. Rồi, chúng ta cho hai người gặp nhau. Nào, kéo màn lên. Kéo màn lên. Dễ thương, đẹp lắm đấy. 2 phút bắt đầu. Mình có món quà tặng bạn. Trời, cảm ơn bạn nhiều. Bạn hay nhậu lắm hả? Không có. Tại vì mình hỏi là có uống được bia hay không. Tức là uống được, tức là không có được xỉn nha. Giờ cảm nhận trước tiên là thấy mình bên ngoài như thế nào nè. So với cái tuổi 28 thấy sao nè. Đứng hình nữa. Bạn có hay quản lý Zalo, Facebook hoặc là tin nhắn SMS của người yêu không? Mình rất kỳ thị Zalo cho nên mình không thèm quan tâm tới. Còn Facebook? Facebook mà của ai nó xài đi nha, đừng đừng chậm của nhau. Bạn có phải là người hài hước không? Thì bạn nhìn bạn đấy thử coi. Nhìn mặt thì thấy hài rồi đó, không biết tin nhắn. Mặt dễ mà kêu mất cười trời. Nói chung là mình cũng hài, cũng vui á. Tại vì mình rất là thích người hài hước. Cũng tào lao lắm á. Lúc lúc dạy học rồi mặt có hài hước vậy hả? Dạ có chị. Nói chung là hài hước là một điểm để cho dạy dễ hiểu. Phải không? Dạ. Cứ hài hài hoài rồi học trò không nghiêm. Dạ không chị, lúc nào nghiêm là nghiêm, lúc nào hài. Tao nghiêm sao, ví dụ giờ nghiêm thử coi. Nhìn đây nè, nhìn Nguyệt là nghiêm, nghiêm, nghiêm coi. Anh chị ấn tượng đầu tiên mà chị bắt em làm vậy kỳ quá. Chứ nãy giờ em hài quá, người ta nói mặt ngộ ngộ kìa. Nghiêm. Rồi tỏ tình đi. Bạn có thích người phụ nữ, có mẫu người phụ nữ của gia đình không? Mình không phải là người phụ nữ của gia đình. Ồ, bạn là người phụ nữ của riêng bạn hả? Mình là người phụ nữ của xã hội và của bạn bè. À. Chứ không phải là của gia đình. Mình nghĩ sau này bạn có gia đình, bạn có con, bạn sẽ nghĩ khác. Cái đó thì mới muốn mới biết được, nhưng mà hiện giờ thì rất là bay nhảy. Bạn mong muốn gì của một người đàn ông? Quan tâm, nhưng mà đừng có quá. Đừng có mà sáng em ăn gì chưa, chưa cái em ăn gì chưa. Cái ngày nào cũng sáng chưa chiều tối đều quan tâm hỏi han như vậy thì cảm thấy rất là phiền. Có nghĩa là một ngày nhắn mấy tin thôi được rồi đúng không? Giống như nữ nhắn tin có việc gì gọi điện thoại. Kỳ ta. Chị cũng đang thấy kỳ kỳ, nhắn tin đó chị dòm á. Vậy là không nhắn tin. Tại vì nhắn tin rồi phải ngồi suy nghĩ coi nên nhắn cái gì nữa thì mệt lắm, cho nên hỏi chuyện thì trả lời nha. Vậy không quan tâm có trách mắng không? Không quan tâm là theo nghĩa như thế nào? Thì không nhắn tin thì không cho quan tâm thì còn gì nữa. Không, không phải là không nhắn tin là không quan tâm. Ví dụ như là công việc rất là bận rộn cho nên nếu mà kêu là sao tối ngày sáng đêm mình cứ nhắn tin hoài không có. Vậy là rảnh nhắn tin được đúng không? Tùy ơi, cái tin nhắn đó có đủ hài hước để trả lời lại hay không. Chà. Khó, càng hơi khó. Khó thiệt. Khó thời gian. Khó hay là không khó? Để ta suy nghĩ, suy nghĩ, cảm nhận và nhấn. Đây, cái nút suy nghĩ kỹ nha. Có thể bấm và không bấm tùy theo nhịp đập con tim của bạn có trùng với nhịp đập con tim của bên kia hay không. 3 tiếng đếm sẽ quyết định điều đó. 3 2 1 hết thời gian. Bạn nam tại sao lại không bấm? Tại vì em là người tình cảm, em thích quan tâm lo lắng. Bạn không thích. Bạn nói là không thích người yêu kiểm soát quá. Không có nghĩa là vẫn có thể nhắn tin trả lời qua lại chứ. Có sự quan tâm với nhau. Chứ không có im vậy được. Tại vì em đã từng im vậy mà đã từng đổ vỡ nên là bây giờ em không muốn lặp lại một lần nữa. Bạn thấy chưa? Người ta quan tâm đâu có gì đâu mà không cho. Tại vì cũng có người muốn tìm hiểu em á, xong rồi tối ngày cứ nhắn, từ sáng đến tối nhắn tin mãi không trả lời, cái lại bắt đầu tại sao không trả lời đồ này nọ, trong khi đó công việc của em là rất là bận, em không có thời gian mà trả lời như vậy á. Thôi dù sao nữa thì ta cũng đã tìm hiểu và rút kinh nghiệm một số thứ mà chúng ta phải gọi là control là chính mình ha. Hy vọng rằng hai bạn sẽ trở thành những người bạn rất là tốt. Thay mặt chương trình gửi tặng cho các bạn 2 phần quà nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ, cảm ơn chị.
Chúc hai bạn thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Rất là hoang mang về cái cách đối đáp của hai bạn. Nhưng mà vì mình phải tôn trọng, em cũng linh cảm là hai cả cái cặp này sẽ không bấm nút. Anh tin rằng chàng trai đã suy nghĩ rất là đúng đắn, nhưng hai trái tim không hòa hợp với nhau thì không bao giờ đến với nhau được. Rất tiếc điều đó, nhưng không sao. Mỗi một câu chuyện đều có một cái kết thúc có hậu và một kết thúc nó chưa được như ý lắm. Mong rằng chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò sẽ tiếp tục để làm chiếc cầu nối, làm sao để những trái tim hòa hợp với nhau để thành những người bạn một tương lai tươi đẹp hơn. Cảm ơn quý vị và các bạn quan theo dõi. Và bây giờ thì Quyền Linh và Cát Tường xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình của tuần sau. Chương trình được phát sóng vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty MCV hợp tác sản xuất.